Ok, xin chào anh em nhé. Hôm nay là mình lắp cửa hít cho Outlander này. Bây giờ quay anh em tiến hành thi công này cũng xong rồi. Đấy, anh quay rồi. Đấy. Tất cả là ngàm là bắt là zin hết. Lỗ là giữ zin 100%, ốc là vẫn còn nguyên vẹn từ nhà máy này. Xe là Outlander là mới tinh luôn. Xe bác phụ xe là từ Lai Châu xuống nhé. Đây, mình đóng cho anh em xem. Đấy, hít được cực kỳ êm này. Đấy. Ok. Mình test cho anh em các cánh nha. Đây. Đấy. Lắp đặt là zin 100%. Đấy. Anh em mình chỉ cần thả tay nhẹ là vào nhá. Đấy. Hít được cực kỳ êm nhá. Đây, ok. Mình mở cho anh em này. Đây là cửa hít cho Outlander này. Mitsubishi Outlander và Xpander đều giống nhau nhá. Đấy. Đây là đời mới rồi nhá. Đấy. Mình mở ra này. Hít cực kỳ êm luôn. Vừa hít này. Đây. Anh em mình chỉ cần thả nhẹ vào thôi. Ok. Đây. Đấy. Đấy. Hít 100% luôn. Đấy. Anh em mình mở ra là nhưng mà hít cực kỳ nhẹ nhàng. Đấy. Thi công của con này phải mất tầm một ngày nhá. Đấy. Thì mới nó mới hoàn thiện được anh em ạ. Nếu mà anh em mình là làm buổi sáng là khó xong lắm. Ok, cửa hít là vẫn là lắp xong 100% luôn. Đấy, xin chào anh em. Đấy, hít Outlander nhé.